Na đông chiều, na đông chiều có đặc điểm quả to đường kính 61,8 đến 77,15 mm, chiều cao 60,6 đến 77,56 mm, khối lượng 135,67 đến 223,97 g Quả hình tim có cuống hơi lõm, vỏ quả mỏng và bóng có màu vàng khi chín, vị ngọt đậm, mùi thơm, không cát. Thịt quả mềm màu trắng sữa, vỏ mỏng dễ tách bóc khỏi thịt quả, nhiều thịt, thịt săn chắc tỷ lệ phần ăn được 54,0 đến 64,33 là loại na ít hạt số lượng từ 40 đến 73 hạt quả, hạt nhỏ và dễ tách khỏi thịt quả.